Hiền Tiên xin chào cô chú anh chị đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Buổi chiều của chú anh chị ơi, ở mộ của chú là mưa quá chừng mưa luôn. Bữa nay rất là vui ha, chị Hồng Loan lên là trời nắng. Bữa giờ là mấy ngày nay là đâu có nắng đâu cô chú anh chị. Bữa nay là trời nắng nhưng mà chị Hồng Loan lên thì chiều nay là mưa tiếp tục nữa rồi. Mưa là cũng lúc xế tới giờ luôn á. Rồi bây giờ anh em sẽ là một. Trời ơi sao mà cái đèn này ngày nào cũng bốc khói hay lạnh lùng người ta? Không biết nữa sao nên cứ bốc khói, hồi sáng này cũng bốc khói. Ê như cô chú anh chị nhìn những cái ngọn đèn bên đây, nó không có bốc khói mà sao cái ngọn đèn này nó là bốc khói? Rồi sáng nãy mấy anh em xử lý rồi. Bây giờ vẫn bốc khói nè, ngay ngút luôn. Ủa mà sao nó tắt queo à? Đó, tắt queo à mà bốc khói. Ơi mấy anh em biết tin gì chưa? Cái đèn nó bốc khói nữa. Cái đèn bốc khói nữa chứng tỏ là cái đèn nó bị ướt nữa. Mà mấy cây đèn kia nó cũng tắt mà sao nó không bốc khói mà cây này nó bốc từ sáng giờ ta? Một cái thông tin khác đó chính là cô Nguyễn Phương Hằng đã vừa ra khỏi chỗ nhà. Không đi qua. Hả? Không đi qua. Ồ không đi qua ha. Thôi về hỏi con đèn này ở đâu không? Chính tay của cái xu là tặng cho ngoại. Không nhưng mà cái tên này là thật ra là rất là liên quan tới đất nước Việt Nam nha. Tên nào? Là bữa nay là cô Nguyễn Phương Hằng vừa ra à, đó Phương Hằng vừa ra. Là bây giờ là bà con cả nước luôn chứ không phải là một ai à. Chưa bao giờ mà thấy ai mà ra tù mà được cả nước đi săn bò. Cả nước mừng luôn. Được giảm bản án đó thì bây giờ là cô ra rồi đó. Trời ơi. Không mà đúng là cô Nguyễn Phương Hằng là ở tù mà đi giống như đi du lịch luôn bà con. Là nghe nói là cô ở tù rất là VIP. Rồi bây giờ mấy anh em buổi chiều lao mộ. Nhanh đi anh em ơi để ra tù mưa. Cũng rất là VIP luôn. Được gọi là cả cộng đồng mạng Việt Nam săn đó. Người ta nói là bảo đó gì biết không? Bảo trong lòng chứ không phải là bảo do thiên tai. Hả? Mừng quá bảo. Chiều nay chỉ có 2 4 còn có 4 chị em. Coi nè, mưa cái động lên cái mộ chú từng hộp bắt cười chưa? Dễ luôn. Từng hộp hay là từng hạt anh? Từng hạt bự bự bự. Từng hạt hả? À, bữa nay là có một cái tin vui tiếp theo nữa, chính là Hải đã về rồi bà con ơi. À. Không phải là Hải về gì, Hải về mấy anh em vui mà bây giờ Hải về chuẩn bị tiệc. Chuẩn bị tiệc, chiều nay là mấy anh em đại chiến ở nhà của Hải. Hải. Đó. Không biết là có cái gì mà ổng tổ chức tiệc lớn dữ không biết. Không biết việc gì mà tổ chức tiệc lớn dữ trời. Hải sản đồ tùm lum. Có thêm một cái tin vui nữa, chấn động luôn. Ngọc Diễn Bộ quay xe. Nữa. Nói tầm bay tầm bay. Nói vậy ai tin tin. Tại bệnh à. Thì em đâu nói gì đâu, nó quay xe. Thì quay xe đi bệnh viện. À quay xe đi bệnh viện. Mốt nói gì nói cho nó hết lời hết câu nha. Nha. Khán giả cho câu tao biết. Tại là anh Ngọc anh đi vô nước biển rồi bà con ơi. Thôi đừng nói nữa, dẹp qua qua đi. Gì ha. Dẹp qua bên đi phải không? Bây giờ mình nói chuyện. Chung là trời mưa thì đây ai cũng vậy. Sạch bên lên anh sợ quá vô biển. Trời mưa anh em mộ thì ai cũng cảm cảm hết. Ớ thì Tiên cũng mới vừa cạo dấu hết xong. Nghe tin sạch bình lên sợ quá vô nước biển. Ớ nó thiếu hải sản á, chút ra ăn hai cua hết à. Trời hả? Anh có hiếu gì không? Đó. Ê, hiếu gì? Ê, thì mai mấy anh em mình xem đâu thấy anh có triệu chứng. Đi sớm không? Vậy. Sao mai tiếp tục đi chiến dịch đi sớm không? Sớm lắm thì nó chết. Ngày mai lên. Ông chừng khuya nào cũng lên à. Không chừng vào khuya nào cũng lên đó bởi vậy. Ủa mà sao cái cây này sao mà lửa thì không thấy mà nó cứ khói bay ngay ngút kìa trời. Hả? Cái chuyện đó mới còn khó hiểu lắm. Hả gì Bích? Nè. Lửa thì không thấy. Sao lửa không thấy mà khói cứ bay vậy là anh Ngáo Vàng có hơi giải thích được không? Kỳ ta. Bị gì không? Bị hư á. Trời ơi. Hồi sáng cũng vậy đúng không? Ủa mà sao kìa. Nó làm như là cây đèn thần.
giả ra rồi còn nó ngúng. Mà sao mà nó ngúng được? Bình thường đèn một trái hai tấc thôi chứ. Hiện tượng khoa học chưa lý giải được. Khó quá phương. Thì mình đốt cái đèn mới luôn. Hay khó hơn. Hồi tối này mấy anh em không báo tin gì mà con ơi, bây giờ là ông sạc bên là ông cứ hâm riết như vậy á. Ông hâm ổng lên đúng không? Thôi bây giờ tối nay vậy nè. Anh Phương áo vàng anh chờ lại. Anh em mình bây giờ đi ra ngoài hải ăn tiệc xong mình bắt đầu mình sẽ trực ở trong đây ha. Trực đúng không? Đúng rồi, bên anh ở lại ha. Ừ. Tối nay sẽ ở lại. Tối nay ở lại quyết chiến. Rồi vậy ông vậy lát mình đi ra ngoài ông vô đây rồi sao? Ủa mình ngồi ngay đó mình thấy là cái xe du lịch nào chạy vô đây là mình chạy theo. Ừ. Ồ mấy anh chị. Hai chị nó hay quá ha. Đúng rồi. Vỗ tay nó vàng. Vỗ tay vỗ tay. Không đâu, ổng không có lên về này đâu. Ông chờ tới tối đúng không? Bữa nay anh em mình ở lại đúng không? Ông thích đi khuya đúng không? Con người ăn tiệc rồi nên là mình ở lại luôn. Luôn suy nghĩ à, mình nghe kỹ rồi tiếng gì vậy? Không có tiếng xe thôi chứ không phải mưa là mình nghe nhiễu học rồi. À, cũng sắp rồi đó, hay tối nữa. Mà chuyên làm những chuyện xấu xa để hại người ta mà. Tưởng đâu là chiều nay là không có tranh người ta để mà lau mộ được luôn á, cô chú anh chị. Giải quyết sao? Bị bởi tốn 10.000 như sao? Gì trời. Thôi rồi. Thôi rồi ta đã. Thật ra không phải là do ít làm. Do là mấy lâu ngày là cái nó bằng thủy tinh nó mục. Lâu quá nó mục. Chứ đang cầm mà chứ đâu phải tự để làm nó rớt gì đâu. Hiện tại là em đang tiễn một cái hộp quẹt. Đó. Khỏi cần tiễn. À đây hả? À, có sẵn luôn. Rồi cảm ơn anh trai nhiều. Chồng hả? Mới kêu cảm ơn anh trai bây giờ nói không? Nó dính gì một quá trời đen rồi. Hiện tại là mấy hôm nay trời mưa nên là những em muỗi nó hơi bị nhiều. Muỗi nào muỗi nấy như muỗi trâu. Thông báo sạc hành lên để hiến báo nhân đạo cho muỗi. Dạ mấy anh em là phải mua nhân mũi quá nhiều. Ê, người ta thường nói mà không đi là nguy hiểm lắm á nha. Thì đặc biệt là ở mộ thôi. Ừ, chứ những người ta mất á, mình nói là mình phải làm. Đốt này luôn. Kìa. Ôi trời sao ông bữa nay tự nhiên đốt đèn cho chú mà ông không dám đốt rồi sao? Sao vậy? Tôi sợ nó bị sạc. Tôi sợ không sạc thành. Cái này có sạc pin đâu mà sợ. Nó sợ sạc thành, nó sạc pin. Rồi. Ủa mà sao giờ thành hai ngọn vậy? Trời đất ơi. Bữa nay mấy ngọn đèn này thấy. Đốt lại. Ngọn đèn này bữa nay thấy lạ lạ rồi trời. Trời đất. Tới đây chơi bữa nay kìa. Xéo một bên. Rồi. Trời ơi đèn mà cũng thành hai ngọn. Anh châm dầu chưa anh nấu vàng? Chưa có châm dầu nha, sao bỏ dầu vô rồi. Rồi châm gì nữa, châm tới mai vô nước nữa. Nhưng mà lỡ một đêm nữa không đủ rồi sao? Ngày mai mà không đủ là anh tới số anh nha. Ngày nào cũng phải châm cho chú chứ. Bữa nay xử lý cái vụ mà nó động nước lại rồi bà con ơi. Đèn mình phải xử lý thì nó mới cháy qua đêm được. Ngọn đèn nó sao nó yếu như vậy rồi hai nữa mưa bỏ ổ là tắt á. Rồi nhận cao đó. Trời này mưa bão quá mình dặn cao lên chút xíu đi. Mưa đang vui nữa rồi. Thấy chưa mình hổng mà mình tổ chức tiệc buổi sáng rồi mà còn. Bữa nay Hải chơi buổi chiều, hai giờ chắc anh em lũ lụt. Ngập lụt. Anh em về tầm mưa này được ăn hải sản là quý. Tại vì người ta đi đánh bắt hải sản hơi bị khó. Em nhắm cho đủ không? Nè chị. Nè. Nhá hả? Ừ. Đốt khác đi anh. Ờ đốt khác luôn chị ơi. Để không đủ cho chú một đêm. Một đêm là phải giờ tới sáng là phải mười mấy tiếng. Cái này mình
Còn bên đây mình đốt thành bự xa thành nơi xa thành. Bữa nay là mấy anh em bất ngờ luôn á, tại vì đâu có nghĩ là chị Hồng Loan bữa nay lên. Bữa nay là thứ năm. Bữa nay thứ năm mà chị Hồng Loan lên là vậy là mình lo mộ trước đi rồi mình thắp hương ha. Dạ đúng rồi. Chị rất là lo lắng cho chú. Đó. Nói chung á là khi mà nghe những cái thông tin gì á thì ủa cái đèn cái trái nữa rồi. Trái ngộ. Cái gì vậy? Cái đèn cái bóc khói nữa rồi kìa. Nổ giờ đi là đâu đó hả? Bút khói nữa rồi. Rồi cái cây ngay chỗ này nè. Thì đó. Tắt nữa rồi kìa. Là cái tim nó hư rồi. Hư rồi. Tim nó bị ăn luôn. Ông Sáu Hành ông tưởng đâu ông nói vậy là ông đánh lừa được tụi mình. Ông mơ đi. Chẳng qua là tôi muốn vô sớm để mà quay. Ngày mai vô sớm rồi cho học lên. Mà nay nghe Hoa Duyên thông báo là ban đêm là sẽ không được vào. Đi khi nào mới mở cửa. Mồ mã ta đi câu rằng là có người nhà trong đây. Ông đâu phải là người gia đình đâu. Ông gia đình của ông không có ai trong đây đâu. Bây giờ đó là cộng đồng mạng người ta đã biết hết rồi. Chị Hồng Loan mới là gia. Mưa quá chừng. Bữa nay chị Loan đem cái vỏ hoa lên viếng chú quá đẹp luôn, để lên cái mộ. Không có ông chỉ có má Tư Quốc Anh mới là tri kỷ của chú thôi, chứ mà ông sạc binh này á, ông là một cái người gì dạng của ông sạc binh nói xấu chú rồi gì mà lấy đồ của chú sao chi mất bị chú đuổi đi mấy lần vậy hả? Ờ bị ăn bám người ta. Xin cho ở lại ha. Rồi. À, miệng ống khói của nãy ếch để. Ếch quên. Hên, mình đi dép á. Nhìn nghiêng á chứ đường có nhìn đa trên xuống là khó thấy lắm. Cái hoa của chị Học Loan là bảo đảm còn chuyên bền lắm. Rồi anh em mình nhanh nha. Hiện tại là không tối nữa rồi đó. Sợ là chút biết thắp nhang kịp không nè. Ê mà mắc cười ghê à, cái đợt mà nhớ là cái chiến tranh nổ ra chị Hồng Loan chào cuộc á là ông đặt lệnh ông về Pháp liền luôn á. Ông về là ngay trong đêm luôn chị nhớ không? Nhớ. Tức là ổng có cái gì ổng mới về liền chứ người mà đàng hoàng ta ai mà về liền. Đúng rồi. Ông về liền khán giả lên lấy ông cả. Không mà chắc là tại cái lúc đó là chịu. Ấy ơi mưa chuẩn bị vô hấp hơn đi. Ơi, hấp hơn. Đâu đó là hiện thiên đôi, để anh quay điện thoại cho. Bốn lần ba là 12. 7 8 9 10 11. Rồi cho em mượn cái hộp quạt luôn đi. Ừ anh nói anh quay cho em mà anh chưa quay lại cho em. Ừ ha. Rồi mất uy tín lắm nha. Bị mất uy tín đó bà con. Đặc biệt chứ vợ mày làm chỗ đó rồi ai nữa mà nghe lại nữa. Mất uy tín trầm trọng. Rồi trời hiện tại là rất là tối luôn rồi cô chú anh chị ơi. Nhanh lên Thiện Biên ơi. Bữa nay là 17 ha. Bữa nay anh em mình chơi khô máu luôn nha. Ra hải xong rồi vô ha. Quyết phải ăn đủ ba ăn cua. Nhanh lên để không kịp. Bây giờ còn nè chứ. Chia ra đâu cái trái nè. Quá trời rồi.
Không, điện thoại ít 24 triệu chị mua được mà. Chị cứ đặt bập bập nè. Đó. Dục ra mua đi. 24 triệu mua được phải không? Năm mua gì được rồi. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm chích thành rồi. Nè anh nấu vậy? Rồi, ăn hai chuyện á. Năm nay mình Duy xin phép là khép lại video này. Cảm ơn cả bà con, bác, cô chú rất là nhiều ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Ủa, tôi né ông rồi, ông ra đây nữa. Trời đổ mưa luôn cô chú anh chị ơi, bây giờ anh em phải chạy thôi. Hả? Rồi bây giờ là Tiên cũng xin phép lại cái video này, chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều hoặc là nhiều niềm vui.